Thực ra thì cái hệ thống giáo dục công lập Việt Nam, giáo dục ngoài công lập với cái hướng đi sau lớp 9 á, thì quý phụ huynh và các bạn cũng có rất là nhiều các lựa chọn khác nhau. Ví dụ như nếu chúng ta không vào được công lập, con đường chúng ta đi sẽ rất là nhiều. Ví dụ như là có những bạn sẽ chọn hệ cao đẳng mà có thể sau này có thể liên thông lên. Đồng thời có những bạn sẽ chọn cái khối ngoài công lập. Thì khối ngoài công lập bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh á, nó cũng rất là đa dạng. Ví dụ như có hệ thống trường quốc tế nè, hệ thống trường tư thục bình thường nè. Với mỗi cái hệ thống như vậy nó sẽ phù hợp với từng cái phân khúc, với cái nguyện vọng, mong muốn và điều kiện kinh tế gia đình của mỗi phụ huynh. Chúng ta có thể lựa chọn cái phân khúc nào mình cảm thấy là tối ưu nhất với cái sự phát triển và cái lộ trình đào tạo mà mình muốn cho con của mình sau khi hoàn tất chương trình phổ thông. Thì tôi đánh giá là đối với hệ thống trường quốc tế chẳng hạn, cũng có rất là nhiều cái loại hình trường quốc tế. Ví dụ như có thể là trường quốc tế chuyên biệt hoàn toàn bằng tiếng Anh, giảng dạy các cái chương trình nước ngoài. Cũng có những cái trường vừa dạy chương trình trong nước vừa dạy chương trình nước ngoài. Ví dụ như đơn cử như trường quốc tế Á Châu của chúng tôi, thì chúng tôi dạy hai chương trình là chương trình Việt Nam và chương trình quốc tế. Với chương trình Việt Nam thì chúng ta sẽ học đầy đủ các cái bộ môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và lộ trình sau khi tốt nghiệp lớp 12 các bạn có thể tham dự các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Việt Nam, có thể xét tuyển vào các trường đại học cũng như học hệ thống trường công lập ở Việt Nam sau cái hướng đi trung học phổ thông. Còn những bạn mà mong muốn sau này có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập quốc tế, có thể chuyển tiếp các trường đại học ở nước ngoài, thì các bạn cũng có một cái thuận lợi là trường quốc tế Á Châu dạy hai chương trình, và chương trình quốc tế cũng phục vụ cho cái việc, cái nguyện vọng mong muốn sau này mình dùng hồ sơ để mà có thể chuyển tiếp sang những trường đại học nước ngoài.